Anh trai bắt đầu lên các bác. Thì tôi lên sau, anh trai lên trước. Cái này là nó sẽ tạo khói nhiều. Rải mình, rải giặc rồi á. Anh trai đang lên và tôi lên theo sau. Thật sự lên tốt rất sợ các bác. Ông thì rất cao. Ờ, anh trai đang lên. Và giờ bắt đầu tôi theo sau ngay. Tổ ong tới tổ ong rồi các bác. Đây anh trai đang cột dây. Cột dây để mà tới tổ ong để mà cắt. Rất nhiều ong luôn. Rại mình nữa. Này. Rồi, châm lên á. Châm chưa? Có nhiều lắm. Châm lấy mình chứ gặp tại chứ. Châm lấy châm. Châm lấy. Châm nhỉ. Cao bạc cả. Tổ này rất to các bác. Phải dùng khói thế này thì nó mới bay được. Vật vai đây. Đây. Hiện thu lực dựng mấy chứ? Đây độ cao tầm 50 mét các bác. Nó đậu trên cành đi thật sự rất chi là khó. Ok. Đi rồi hả? Hả? Rại vậy bố tịnh.
tôi không thể lại gần được vì đường đi khó quá. Cơ Long tổ là phía trên các bác hả? Chờ chờ. Ê bên hai cái. Hai. Ni sợ đi kiếm tạch á, đang diện một lề lần. Sợ tay mày đang tạch nè. Nó bị dùng mày nè, bị dùng sợ bị dùng cơ. Nó sẽ đặt. Chờ nó kìa, ta đặt lần. Chờ rồi. Cắt nhục rồi. Cắt gì ạ? Phất luôn nhung đá đấy. Đây. Ok, từ. Ra. Phất luôn cái. Phất luôn cả nhiều, đạp của. Bên kia là phần tổ bác, là mật. Đây mất các bác. Xong rồi. Vậy là xong rồi. Rất mệt. Đây là cao thủ lấy mật. Chào mọi người. Chúng tôi đã lấy mật được một cách an toàn các bác. Dẹp này. Cũng may con ong này nó rất hiền. Tất rồi. Ừ. Bây giờ anh em chúng tôi xuống khe để qua tình hình mật như thế nào và ngồi bên này. Đây là nhộng ăn. Tuyệt vời lắm. To luôn. Nhộng ong rừng. Cái này ăn rất là bộ luôn. Ăn bộ, đồ ni chấm với đéo. Mật là tuyệt vời. Đây con mật này. Mở cho anh em coi. Cái này khoảng chục chai. Tuyệt lưu hơn lần. Nhẹ nhất là chục chai. Đây bộ phận mật của nó các bác. Đây tầm khoảng chục chai. Mọi người ơi, đói ăn mật luôn. Chưa là mật rừng. Đây. À, đó các bác. Tuyệt vời luôn. Mọi người coi này. Coi mình ăn. Từ. Đây coi cao thủ ăn luôn các bác. Mật rừng rất tuyệt luôn. Tuyệt vời. Đó. Oh. Tí về tới nhà là anh em tôi vắt. Vắt để đó cho nó ra nước. Kỳ ngọt luôn đó. Tuyệt vời luôn. Anh em nào có nhu cầu là liên hệ chúng tôi nha. Hãy tìm được vụ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp mật. Bây giờ mình cột lại, cột để đem về. Tới nhà là anh em sẽ vắt cho mọi người coi. Chứ anh em chúng tôi ra về bắc trời sắp mưa rồi.